Cơ hội tốt không phải ai cũng có, và biết nắm bắt cơ hội cũng là một vấn đề. Thành đã hoàn thiện bản thân nhờ những cơ hội này sang cơ hội khác. Sự may mắn cùng với sự trải nghiệm cuộc sống đã làm nên Trương Thành như bây giờ. Thật ra thì lúc nhỏ Thành cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường thôi. Lớn lên thì cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng vì tình yêu nghệ thuật đã giúp cho Thành có một thế giới hoàn toàn mới. Trường sân khấu điện ảnh chính là ngôi nhà thứ hai của mình, giúp cho Thành va chạm được nhiều hơn và có được những cơ hội như ngày hôm nay. Thật ra thì tôi tình cờ quen biết một người anh trong nghề mà tôi rất là thần tượng. Cũng chính từ anh đã dẫn dắt tôi vào con đường nghệ thuật rất là nhiều thử thách. Tôi rất may mắn có được ngày hôm nay. Tôi trân trọng và ghi nhận những điều đó. Theo Thành nghĩ thì tuổi trẻ sẽ có rất là nhiều cơ hội. Thì tại sao chúng ta không nắm bắt những cơ hội đó để đem đến những thành công? Tất nhiên đối với Trương Nam Thành, cuộc thi Bước Dậy Hoàng Vũ và Mr. World, Nam Thành đã nắm bắt rất tốt và có được thành công ngày hôm nay. Thành là một người trẻ năng động và hiện đại, cũng như là tràn đầy năng lượng, nên tất nhiên là Thành sẽ có được cơ hội để mà hóa thân cũng như là phù hợp với môi trường sống xung quanh. Đâm ra cơ hội đến với Thành không quá khó. Đối với Thành thì những người bạn trẻ nên nắm bắt cơ hội, vì cơ hội không đến với mình nhiều đâu.